Xin chào quý khách hàng. Hôm nay có hai con X32 rắc nè. Cái con này là em set up cho khách hàng ở định quán. Thì ảnh dùng là ba quay. Thì cái không gian ở đây nó không có, mà giờ mình cũng không có bày ra phía trước để mình làm nguyên cái show bự được. Thành ra em gói ghém em set up trong cái không gian này, chủ yếu là mình cắt, gọi là cắt phần á, mình chia từng phần, phần của ai người đấy hưởng ở đó hết đi. Rồi thêm mắm thêm muối gì đó thì mình sẽ về mình sẽ thêm vô cái bộ vàng. Thì từ từ em sẽ đi vào cái phần cấu hình em cắt chia ở trong kia. Thì khách hàng đang có nhu cầu mong muốn là cứ mỗi một kênh mình sẽ đánh nè, súp nè, bass nè, bass hay là mid á, trap á, em hay gọi là bass là em phân riêng nha, còn súp là em phân riêng nha, tức là con mid riêng, trap riêng. Thì ở đây em đang dùng cái con turbo sao NU 102, Nui 102. Cái con này nó có chức năng bay em nhé, bi em á, nhiều ông gọi là bi dai, em chả biết bi dai là cái bi gì, em chỉ biết là bi AMB. Thì con này nó có hai cái chế độ, mình chạy bassy, mình gạt lên đây thì mình sẽ một cộng một trừ là xong. Còn mình đánh bay em nè, bay em nó có ghi rõ này, thấy không, một cộng một trừ là thằng low, tức là thằng mid á, bass cũng được, còn hai cộng hai trừ là thằng hai, tức là thằng trap á. Thì ở đây em sẽ chia cái con này ra làm hai đó, em gạt xuống chỗ này, em chia con này làm hai, tức là bốn dây nha, là trap ở trên, mid ở dưới, và cuối cùng là con súp nằm ở dưới đây. Thì cấu hình này để từ từ hôm nay, thì nhân tiện làm cái video này cũng gửi cho ảnh, thì em cũng mở luôn một cái thùng, một cái con mới. Cái con này lại cho khách hàng ở chợ gạo Tiền Giang nè, anh nhiều khách hàng ở chợ gạo Tiền Giang mua cái con này của em lắm rồi. Trước thì có anh ảnh mua cái con X32 Compact, thì anh chơi anh phê quá rồi, anh giới thiệu cho những bạn bè của ảnh tới chơi thấy anh phê quá. Thì tùy không gian mỗi từng nhà, có nhà to bự thì mình chơi con bự, còn nhà nhỏ nhỏ mà thích nhỏ nhắn xinh xinh thì mình chơi cái con này ha. Con này thì mình lắp vô cái tủ rắc á, thì nó không có lòi chân cẳng ra ngoài, tùy sở thích của từng người nữa. Con này thì mình lắp trên, đưa cái mặt ra thôi nè, nó nhìn thấy không, nó nhìn cái mặt nó nhìn nè đó, phía sau nó là tất cả các cái dây kết nối nó nằm ở phía sau này. Còn nữa là hai con, đó là hàng thật, người thật và khách hàng thật ha mọi người. Và bên em cũng set up thật luôn chứ không có set up giả ở đây, không có phải bên em, đây là cửa hàng của bên em nè, á âm thanh số Trí Tâm nè, nè cái chỗ em quay thường xuyên hàng ngày nè, thấy không đó, chứ không phải là đi mượn chỗ khác hay là đi qua công ty mình lấy cái không gian mình quay ha. Bên em là không có, là chơi đồ thật, nói thật, bán thật, set up thật, và khách hàng của em là khách hàng thật. Con này là đi chợ gạo Tiền Giang nguyên siêu ha, đó nhìn đã chưa, đã không. Video em đăng cái con này nhiều lắm rồi. Đây là cái mặt trước sản phẩm ha, để em quay sang cái mặt sau cho mọi người thấy. Cái này mình lắp trong tủ nó gọn lắm, chỉ nhìn thấy mặt trước thôi. Bạn bè khách khứa tới nhà mình mà nhìn thấy cái mặt trước cái sản phẩm này nhìn là phê liền, đúng không đó, phê không. Em không biết mọi người như nào mới phê ha, em dễ phê lắm, em thấy cái gì đã là em phê à. Đó, đẹp chưa. Nè mặt trước nó là như vậy đó, khách hàng vô thấy như vậy là thấy chết ngắt rồi, thấy chưa. Nè nó vô cái EQ của nó coi nè, đó thấy chưa. Mình hát hò lên đây thì tín hiệu nó sẽ nhảy tưng 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 lên đây, con nào hú huyết thì mình nhìn lên đây mình thấy hết luôn ha. Rồi 3 phút nói sầm sàm quảng cáo rồi, bây giờ em sẽ đi vào cái phần cấu hình cái con này cho mọi người xem, rồi em test thử tiếng từng kênh, tức là từng channel á, bass riêng, mid riêng, trap riêng xem như nào ha. Bây giờ sẽ là cái cấu hình set up ba quay của bên em gửi cho khách. Thì anh khách anh nhân tiện anh xem cái video này cũng là cái tham khảo để mình biết cái nội dung nó là như vậy ha. Thật ra bọn em chỉ là cắt chia phần, gọi là chia bánh, chia phần ra. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là monitor nằm đây. Thì em sẽ cái out của mình á, phải nói cái out trước cho anh dễ ha. Out số 1, số 2 ha. Tức là out số 1, số 2 sẽ là monitor. Số 3, số 4 sẽ là sub. Sub link nhau á, sub xì tê á. Rồi số 5, số 6 sẽ là trap. Và số 7, số 8 sẽ là đánh mid nha, hay còn gọi là cái chỗ cái kênh left right á, là em sẽ ưu tiên em đánh thằng lo mid nó nằm đó. Lo bass cũng được, ai muốn gọi bass, bass muốn gọi mid là mid. Còn lo sub là hiểu riêng nha, sub là nằm dưới đất á. Đó, sub là 3 4. Lặp lại ha. 1 2 là monitor, 3 4 là sub. 5 6 là 2, 2 là trap. Rồi 7 8 là mid. Thì ứng với mỗi một bass mid trap thì em đã cắt
cái EV nó như thế này. Thì em lấy ví dụ như cái line chỗ này là line 2 nè, 2 hay gọi là drap á, em cắt ở chỗ này. Thì tần số cắt em mặc định ở cái chỗ là 1.84. Thì em thấy ở cái chỗ này là ok. Cá nhân em ráp cái dàn của nhà em là vậy, em thấy nó ok. Còn về nhà của mình thấy nó như nào nữa thì mình có thể tăng giảm chỗ này một tí ha. Đó là chỗ này 1.84 là thằng này là thằng drap. Sang thằng mid. Thằng mid là nằm chỗ này ha mọi người, đó nhìn kỹ cho em. Thì giao thoa chỗ 1.84 hồi nãy đó, nó lùi xuống miếng, đó, lùi xuống này, chỗ này em là 101. Thì dàn lo nha em là 101 em thấy ok. Tức là mình hiện tại mình đã có mid, đã có trep rồi ha. Là xong, tiếp tục tới thằng bát. Thằng sub á. Xin lỗi thằng sub nha, cứ bát bát hoài. Sub thì em sẽ là từ 100 này lùi trở về, có nghĩa là mình đã full giải rồi đó. Sub nè, từ đây tới 100. Thằng mid là từ 100 tới ký 8. Trep là từ ký 8 lên 20 kg. Rồi full giải ha. Đó là cái việc cắt và cũng như là cái việc đầu ao, phân định của những cái lỗ ao. Thì hồi nãy em có mới nói rồi đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ thì mình có thể tăng giảm của từng cái gen. Mình sẽ vào trực tiếp vào chỗ này. Em lấy ví dụ như con mid nè, mid đi, main left right chỗ này, mid đó cái volume tổng nó nằm đây. Mình có thể tăng giảm theo ý của mình. Tại vì cái con đẩy mình đánh từ đẩy ra, tùy vào cái con đẩy của mình yếu ke hay là mạnh như nào đó thì mình sẽ tăng giảm chỗ này theo cái lỗ tai của mình nghe phù hợp với cái dàn. Tương tự cho thằng trap, là hai thằng trap nhẹ nhẹ thôi nha. Trap em thấy mấy thằng trap 750 bự bự nó cũng chỉ có 100-120W là hết phim, mà đừng có kéo để cho con đẩy cả ngàn quá đưa nó quất cho bung nóc luôn ha. Đó mình kéo chỗ này nè, đó. Kéo hôm nay thì đây nó liên với nhau nha, thì nó sẽ chạy theo cho mình. Đó, thì tăng giảm nằm chỗ này. Rồi mình thấy nó không đã thì mình vô cái EQ mình tăng chỗ này. Từ từ cái gì xem vô đó từ từ mình tính ha. Vừa xong là mid, xong rồi tới trap, xong rồi giờ tới sub, qua sub đi. Đây, sub EQ nó là như vậy, mới lặp lại ha. Lớn nhỏ nằm đây. Là coi như là cái việc là lớn nhỏ nè, EQ là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ tới cái nội dung những cái thứ gì ở bên trong. Bây giờ mình sẽ đi vào cái con sub trước. Nội dung của con sub là cái gì nằm ở bên trong con sub. Mình sẽ lít vô cái chỗ con sub này, lít vô đây cái đã. Rồi thì mình sẽ qua cái phần đầu in. Đầu in là mình send á, mình send cái gì vô. Thì đầu tiên em sẽ send là tùy khách nha, có khách thì thích send cái tiếng micro vô con sub để làm chi, để tiếng nó đầy. Dàn của mình cùi bắp quá, nó lông bông quá thì mình đưa một tí xíu cho nó xuống con sub. Thì cá nhân của em ở đây thì em đưa hay không là tùy của mình ha. Ở đây là em đưa là bởi vì làm chi làm sao biết không? Em đưa là em để nó, em kéo cái con mic nó lên nè, mic số 1 nè, em kéo lên. Tức là nó vô con sub này nha. Em kéo lên để cho em test cái công năng ở cửa hàng của em thấy là nó ok. Còn về nhà của khách thì khách có thể không muốn đưa thì kéo xuống, muốn đưa thì kéo lên. Đó là tiếng micro ha. Đây những cái con micro còn lại. Những con micro còn lại thì muốn đưa, không đưa thôi ha. Rồi, tiếp tục tới đường nhạc. Đường nhạc thì ở đây mình có thể đây em phân định sẵn rồi nè. Ốc 5, ốc 6 là đường nhạc. Có chữ trên này nè. Ốc in á, nhạc nè. Nhạc thì em kéo nhạc sẵn, em kéo lên sẵn rồi. Cứ là nhạc ở đây nó sẽ đưa vô đây. Còn giờ mình nhạc mình không muốn đưa, mình kéo xuống luôn cũng được nữa. Thì mình kéo xuống luôn thì nín xuống sub luôn ha. Thì khỏi nghe gì hết luôn. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhiều người ta mở nhạc mà không muốn nghe sub mà mua sub nhiều lên thì mình cứ kéo này tắt xuống cho em là được ha. Tương tự những cái nhạc cụ khác nè, organ, guitar, guitar bass, guitar solo gì đó, muốn kéo thì kéo, còn không muốn kéo thì tắt nó xuống. Kéo thì sao? Kéo thì nó có chui ra sub, còn không kéo thì nó không chui ra sub. Đó, đơn giản vậy ha. Là nhạc cụ xong rồi ha. Micro xong rồi ha. Tiếp tục tới trap, qua cái con trap đi, hai bên này. Thì trap mình cũng đưa gì ra? Mình có đưa nhạc không? Có chứ sao không có, không đưa nhạc làm sao không ra, đúng không? Đây, ốc in nè, nhạc nè, các cái nhạc cụ em đưa ráo hết để nó có tiếng nhạc đánh qua trap. Nếu mình không đưa thì sao? Thì trên trap nó không ra nhạc, nó không ra phần nhạc, đúng không? Thì đưa cái trap mình sẽ đưa thêm cái micro nữa. Nếu mình không đưa tiếng trap micro này ra trap thì sao? Thì tiếng micro mình nó chỉ toàn tiếng mid với tiếng bass thôi. Nó không mất trap luôn ha. Thành ra mình phải hiểu cái công năng ở chỗ này. Đó, muốn đưa cái con mic đưa vô thì em cứ kéo động nó lên. Còn ai không muốn đưa thì kéo ngược nó xuống. Thì mình ngồi mình gào, mình rống lên thì nó cũng không có ra đâu ha. Đó, đơn giản là như vậy. Em thấy cái này dùng trên cái phần mềm á thì nó dễ hiểu, nó dễ chỉnh nha. Chứ nếu mà trực tiếp mình thao tác trên cái màn hình của cái con X32 rack này thì nó cực lắm. Ngồi bấm cực lắm, em không có lia xuống dưới đâu. Cứ chơi trên màn hình cho em. Khi khách hàng mua sắm cái con X32 rack thì em tặng cho cái con này nè. Đó. Router wifi nè, tặng cho cái con này. Mình để mình kết nối wifi luôn. 350 ngàn đó, chứ không có rẻ đâu ha mọi người.
Bây giờ quay sang cái vấn đề còn cái gì nữa không ta? Còn cái phần echo reverb đúng không? Đây, effect em sẽ phân định ở đây sẵn là reverb, echo và delay. Tùy mình muốn chơi cái nào mình chơi. Em lấy ví dụ như một cái reverb đi. Vô reverb. Reverb thì mình sẽ send cái gì vô? Mình phải send cái tiếng micro vô. Nếu mình không có send nè, bấm cái chỗ này nè, thấy chưa nè, micro nè. Mình không có send vô thì sao? Thì cái tiếng micro mình nó không có reverb. Đơn giản vậy thôi. Mình chơi nhạc reverb được không? Mình send nhạc gì reverb vô qua cái chỗ nhạc đi. Đó, mình muốn muốn nhạc có reverb, chơi luôn. Kéo lên thì cuối cùng là nhạc mình nó vô nó cầu quên đã lắm. Nghe nó muốn ói luôn ha. Đó, thành ra mình muốn muốn đưa nhạc reverb thì chơi vô luôn. Tùy chỗ nha, có chỗ người ta thích đưa nhạc vô echo, mình chơi luôn, kéo nhạc vô echo cho em. Hát xong là cái sớm bên kia nó qua nó quýnh luôn ha. Bây giờ quay lại cái chỗ micro đi. Đây là em đã có 1 2 3 4 5 6 7 8 micro. Thì em tất cả đều send vô reverb hết rồi đó. Đúng không? Cái này là cái EQ của reverb nha. Mình lít vô chỗ nào là mình phải để ý chỗ đó, tên nó nằm đây nè và cái EQ của nó nằm đây. Cái video thì nó hơi dài chút xíu nhưng mà nói cố gắng cho nó gọn. Tương tự echo nằm đây. Echo thì em cũng send cho nguyên một đám micro vô echo và cái EQ này là cái EQ của echo ha. Thường cái EQ này là em cắt con mic như thế nào thì cái EQ bên effect các em cũng làm giống vậy. Còn mình nghe cái lỗ tai của mình nữa, tùy cái lỗ tai mỗi người. Thì trong cái phần em lấy ví dụ như cái phần reverb đi. Bây giờ mình muốn chỉnh reverb mình vô đâu? Vô cái FX cho em. Vô cái FX cho em. Đây. Đây là cái reverb thì sẽ là cái FX số 1. Đó, FX số 1 nè. Rồi cái thông số em cài đặt ở đây em thấy là bọn em đi show là bọn em thấy như vậy là nó phù hợp. Còn nhà mình thì cái dàn nhà mình á, tùy cái bộ dàn mình xét mình sao, mình nghe vừa cái lỗ tai mình thôi ha. Vô cứ lô lô xịt sọt vô nghe nó xịt bắn tè le là được. Còn mình thấy nó chưa đã thì mình căn chỉnh chút xíu. Em thì em không thể nào diễn tả cho mọi người là mình nên chỉnh cái chỗ nào, bởi vì mỗi dàn nó mỗi kiểu khác nhau, nó không giống nhau được. Mình cứ nghịch chút xíu mình nhìn thấy được ra ha, chứ không thể nào mà nạp theo cái kiểu USB cấm phát một, từ nhà em cấm qua nhà anh là khách hàng giống nhau được ha. Ở đây là cái ba tab delay, cái phần echo nhé. Thì đây là cái echo là chỗ này nè, đó lít vô đây là nó sẽ ra đây ha. Thì ở trong đây cái nó có cái delay time em set sẵn, em thấy là như vậy là em phù hợp 223 mili giây. Khách hàng nào mà muốn dài hơn, dài một phát, thí dụ như là lô một cái là ngủ một giấc nó quay ngược trở lại á, thì mình sẽ kéo cái này lúc cán lên cho em, mình alo một cái là hết show nó mới quay lại ha. Thì mình sẽ căn chỉnh nó chỗ này, giảm ít giảm nhiều nằm chỗ này. Tương tự các cái này là các cái gain và các cái ban trái ban phải lâu cách hai cách, thì mấy này đơn giản rất là dễ. Mình chỉ cần chỉnh cái này 223 cho em lấy tiền, cái này 50% cho em là lấy tiền. Ai mà muốn nhiều hơn nữa là 58%, em thấy là nó muốn mệt mỏi lắm rồi. Để khoảng 90% là em có thể khỏi hát luôn, chứ đó là rên không ha. Lô một cái là nó lô cho tới ngày này qua tới ngày nọ luôn ha. Thì mấy cái thông số này em thấy nó rất đơn giản, chỉ cái ban cần cành trái cành phải. Echo nó chỉ có được như vậy thôi, mình chỉ chỉnh này là xong phim. Và bây giờ sẽ là cái phần send cái effect vào cho cái từng ốc hay còn gọi là từng ao á. Ví dụ như mình send effect vô, từ nãy giờ mình chỉ có micro nè, effect nè, sub nè, mid nè, bass nè. Mình chưa có nói cái phần là cái effect mà nó đẩy vô cái đầu ao, tức là effect nó đẩy vô con lo mid, effect nó đẩy vô con lo treble, effect nó đẩy vô con lo sub. Mình chơi vô con sub trước ha. Vô con sub trước đi. Giờ mình send cái phần effect, mình có nên send effect vô sub không mọi người? Send vô đó chắc nó thấy ghê lắm ha. Ở đây thì em không có send đâu. Send thì nó tà le tắc lét là thấy ghê ha. Đó là em mút nè. Mút chỗ này luôn. Em không có send vô cái con sub ha. Send vô sub nó thấy gớm lắm, nó cứ quện trong đó làm sao chơi. Còn khách hàng muốn send thì send, cũng muốn send thì mở lên mình kéo lúc cán lên cho em. Kéo lúc cán lên thì mình mở lên nó bứt luôn vàng mình, ráng chịu ha. Qua cái con lo mid đi. Mid main left right. Đây là cái lo mid nha mọi người. Từ đầu em đã phân định rồi đó, main left right em phân định nó là lo mid. Lít cái EQ đó đi. Đây là cái EQ của con lo mid. Thì trong cái lo mid thì em sẽ send tất cả các effect echo, reverb, delay. Em sẽ có 3 cái effect em send vô trong đó. Send là làm sao? Send là mình đẩy vô đó, mình nhét vô đó. Mình không nhét vô thì sao? Thì cái lo mid nó không ra cái effect, nó không có echo, nó không có reverb chứ làm sao? Thành ra mình phải đưa vô nó mới ra được. Còn không ra tiếng khô không hát thấy phát gớm ha. Tương tự lo treble phần 2 nè, mọi người nhìn có thể nhìn thấy cái EQ của cái con lo treble. Thì ở đây em cũng send vô nè, send vô.
mình không send cũng được, nhưng thì cái phần trap á, nó không có echo thì hát nó cũng mắc ói luôn ha. Thì video nó cũng đã hơn chục phút rồi ha mọi người. Em đã có phân định rõ cái việc đầu tiên là cắt từng phần tần số, hay còn gọi là code solver đó, chia code đó, sub nè, mid nè, trap nè. Đó, em phân định ra ba phần. Monitor là cái out để mình đánh riêng ra, mọi người nhìn EQ là biết rồi ha. Rồi em đã chia ra sẵn là cái send, phần send giữa cái micro vào những cái out này rồi, và cái phần effect cho từng cái out và send cái effect ra từng out. Thì video em đã tua cũng hết 10 phút rồi. Thì em hy vọng là quý khách hàng mua cái sản phẩm này, xem cái video này thì trải nghiệm thực tế trên sản phẩm nữa, thì mình sẽ có một cái gọi là một cái nhìn tổng quan và cũng hiểu sơ sơ về sản phẩm. Sau đó thì mình phải luyện tập thường xuyên ha, trăm hay bằng tay quen, mình luyện từ từ mình sẽ lên tay, lên đô, lên cơ ha. Chứ bọn em cũng vậy, bọn em thì cũng phải nghịch hàng ngày và luyện hàng ngày thì nó mới thuộc lòng được, chứ không phải đùng một cái là mình biết được đâu ha. Cảm ơn quý khách hàng đã xem qua video clip này. Những khách hàng mà có nhu cầu mua sắm mấy cái em này nè, đó mấy cái em này nè, mua Bluetooth em có nha, mua Bluetooth cái cục này em có nè, 1.8 triệu một cục, ghê không? Mua cục Bluetooth 1.8 triệu nghe phát khiếp quá ha mọi người. Những khách hàng nào có nhu cầu mua sắm mấy cái con X32 Rack nè, X32 Compact, X32 Producer, X32 Full thì vui lòng liên lạc lại bên em nhé. Ngoài X32 thì nó có Midas nữa nha mọi người, Midas MR32 thì có đó. Khi quý khách hàng nào có nhu cầu mua sắm thì cứ liên lạc lại với em, cái gì cũng có ha. Rồi, cảm ơn mọi người.